Đây tôi sẽ coi như là xả nguyên băng lên anh em. 1 2 3 Mẹ. Nói là làm nha. Rồi, hello tất cả anh em, mình lại tiếp tục với Sunken Land nha. Coi như đã là ngày thứ 53, gần 2 tháng trời rong ruổi trong con game này. Tôi đã xây được kha khá mở rộng căn cứ rồi anh em. Rồi bây giờ thì tôi sẽ, anh em thấy tôi đã mở rộng ra ở phía này, và coi như là ở phía sau này là anh em tôi cũng đã bắt đầu rào lại hết luôn. Đây bây giờ tôi sẽ coi như là mình sẽ làm cho nó thêm phần chắc chắn nữa đi anh em, bởi vì hình như là đây mới sáng sớm này thì tôi nghĩ lát nữa tụi nó sẽ tấn công nhà mình đây. Đây tôi nghĩ là mình sẽ làm một cái chỗ cho nó xịn sò một tí đi anh em, đó là mình rào bằng cái, tôi sẽ rào bằng cái cổng luôn anh em. Đâu rồi cái cổng, nó mất tiêu rồi. Đây anh em, Metal Gate ấy là một cái cổng bự khổng lồ luôn đây, và tôi sẽ để ngay giữa nè anh em ấy, cho nó ra kiểu như một cái căn cứ cho nó hoành tráng một tí nha. Nhưng mà cái này sao, à mở vậy nè anh em. Ok rồi đây, nhưng mà xong ở bên đây thì tôi cũng sẽ xây mấy cái tường bự bự luôn anh em, defensive wall. Nhưng mà tính tôi thì cũng không có tính, không có thích kiểu giống như là tù túng lắm anh em, cho nên là tôi chỉ xây một phần thôi. Đây có gì tôi xây vậy nè anh em, để tôi nó bắn thì nó đỡ được, và nếu như mà tôi muốn bắn lại thì tôi leo lên trên tôi tẻ xuống nha anh em. Bởi vì nếu như mà xây cái tường này thì mình đứng đây mình đâu có bắn được tụi nó đâu. Không, à quên nữa, đây tôi đã cho như là lười đi bắt cá của anh em, lười đi biển, cho nên là bây giờ tôi xây luôn cái ba cái chỗ đánh cá rồi nè anh em. Bây giờ thì để tôi xem đây, 1 2 3, đây bây giờ thì tôi đã có cá để ăn coi như là mỗi miệng luôn anh em. Như và thêm một cái nữa đó là sau khi, ôi chết mẹ, cái này à quên thì bố chi phải nồi, đã đi lên đây rồi thì à đóng cửa vậy. Ok tạm thời cứ để vậy đi, lát nữa là tôi sẽ xây một cái cầu thang khác anh em. Chết mẹ, xây vậy thì mình sao mình đi lên. Đây tôi tạm xây một cái cầu thang ngay đây đi anh em, chứ mẹ để không có chỗ lên nữa thì khổ. Chết mẹ, hết metal là đây, để tôi đi lấy cái, tôi loot cũng được kha khá anh em. Để cất mấy con cá coi, đây cá thì tôi gom vô một cái khu vực này hết anh em, đã mất tiêu rồi. Đây 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 một đống cá luôn, quá đã anh em, biết vậy xây sớm à. Ca thì mình đi lấy thêm sắt đi, cũng không còn nhiều lắm đâu anh em, phải tiết kiệm một tí. Rồi cái chỗ này thì xây cái chỗ để leo lên nè. Đây. Đây và cái chỗ này tôi nghĩ là sẽ là một cái cánh cổng anh em. Rồi. Đây là một cái metal window đi. Rồi, ok, yên tâm nha anh em, tôi cũng để cổng gì tụi nó cũng chẳng có leo lên đâu anh em. À ý trong này nó ngu thế bà nội. Rồi, tạm thời đóng cửa lại. Chết mẹ. À, cái cửa này sao kỳ vậy anh em? Tôi đứng ở đây nè. À, mẹ mỗi lần đóng là vậy hả? Đấy phải mở ra chứ ai lại mở vô. Rồi. Đây còn cái khúc này luôn anh em, tôi cũng sẽ xây một cái hàng rào kẽm gai ngay đây đi, để có gì mình rớt xuống đây mình đứng mình bắn tụi nó chứ. Ok, còn cái chỗ này thì cứ để vậy đi anh em, để tàu của tôi vô chứ ha. Cái tạm thời vậy, sau này tôi định xây mấy cái tháp canh xung quanh này nữa anh em ơi. Rồi bây giờ thì hồi nãy đang bắt cá thì nói về cái chuyện cá anh em, tôi có một cái vật mà tôi đã muốn xây từ lâu nhưng mà bây giờ mới có đủ nguyên liệu đây. Đây đó là cái đâu rồi ta, nó nằm đâu tôi không nhớ nữa. Đây cái fish tăng anh em, một cái hồ cá. Cần thêm metal nữa. Rồi tôi sẽ xây luôn nha anh em. Cái này không biết có cần điện để cho oxy thở không nữa, tốn khá nhiều bản mạch. Rồi và dĩ nhiên cái hồ cá anh em thì tôi sẽ xây trên phòng của tôi chứ. Ok đây. Rồi ra dáng một cái phòng xịn sò nha anh em. Đâu vào cái hồ cá tôi định chắc tôi cái chỗ này thì lát nữa tôi làm cái vườn cây để ngắm anh em. Hồ cá hả? Má để ngoài này nó bắn banh banh hồ cá của tôi mất. Đây tôi nghĩ là sẽ để ngay đây đi, ca để ngay đây luôn em. Có cái bình ở dưới nhưng mà cả coi như là mấy giống như là mình mấy cái đồ linh tinh mà hay nhét với học bạn đó anh em ấy, và cũng đẹp quá ha. Nhưng mà nếu như có muốn cá thì như thế nào, mình có thể bỏ đồ được không anh em? Connect hả? Ô là sao tôi không hiểu, có nghĩa là thằng này cần phải có điện đúng không?
À đây đúng rồi, và nhờ anh em chỉ tôi đã biết cách coi như là đi dây âm tường rồi nha anh em. Đấy anh em thấy sợi dây ở trên cái đèn không? Tôi đã đi theo cái mấy cái cột rất là đẹp luôn. Nhưng mà tôi cũng không biết làm sao để mà giấu nó ở dưới đâu. Tôi để dây âm tường nè. Thật sự thì giấu dây cũng hơi khó nha. Tôi sự sợ nó đi xuống dưới đây giấu được lúc nào hay lúc nấy. Đấy xong rồi sẽ đi lên đây. À nó phải vô một tí nữa, nếu vậy tôi sẽ cho nó đi lên đây ấy, xong rồi mới bắt đầu dính vô được cái hồ cá. Bởi vậy hồ cá phải có điện để bơm oxy chứ anh em. Rồi bây giờ mình đã có thể connect ấy rồi, sao nữa mình có bỏ cá vào được không? Wow, hình như cái bể cá này nó mới update anh em, cho nên là cái chức năng của nó chưa có, mấy ông làm game chưa làm xong nó còn bị lỗi anh em. Đây nãy giờ gắn điện cho nó không chạy điện và cũng chẳng có tương tác gì được hết anh em. Đây này đó. Ui ui cái gì ui mẹ tụi nó lại tới nữa à, đâu rồi tụi nó đâu giờ hả? Bên này hả? Đây kỳ này anh mày có, mày có sẵn hết rồi, bắn thấy bà nó bay luôn lắm anh em. Đấy kỳ này là mẹ có mấy bức tường này đâu có sợ nữa. Ui ui AK-47 nè, mày giỡn cái mặt mà AK-47 này đúng là bắn bắn đứng gần bắn clear đã thiệt anh em, chết ngắt hết. Không còn một đứa nào. Mày sao? Mày. Ui 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 ui. Ô ô. Sọc gân là cưng. Coi chừng bắn trúng nhà mình. Coi chừng bắn trúng nhà mình. Ui da. Ui mà bắn ghê quá. Cẩn thận cẩn thận. Mày nè. Ui. Chạy thôi. Bè tao bắn kinh quá nè em ơi. Cẩn thận chứ. Này tôi ẩu. Cái này tôi ẩu. Má mà sao thằng đó nó câu người ta. Bắn mấy phát không chết luôn anh em. Mày không chết. Mày không chết tè. Thằng này nó đội mũ Barret. Nè. Thằng này chắc đại ca của băng đó anh em. Ui mày giỡn cái mặt. Thôi đúng rồi anh em ơi. Ok. Coi như là sẽ có thêm. Tôi đang cho tụi nó là giống như là tụi nó tấn công mình là cái mức độ cũng nhiều quá anh em. Để mà tôi có thể kiếm thêm vũ khí ở lộn mấy cái đồ linh tinh từ nó. Đấy cũng tiện lắm nha anh em, kiếm được quá trời đồ luôn này. Đây để tôi cứ cất bớt tôi đi loot cái đã. Nguyên cái đám bên này xử trong một nốt nhạc. Phê anh em à. Ui chà quá trời đồ. Lấy hết không chừa cái gì hết. Ok nếu vậy tôi nghĩ thì cái hồ cá thì mình cứ tạm để vậy đi anh em, biết đâu update nó sẽ sửa lại nha. Rồi và xem tụi nó bắn đam như thế nào nha anh em. Nếu như mà tôi xây cái này 5.000 máu, tụi nó bắn cũng khá căng đấy. Ở đây mấy cái này có 3.000, nó bắn còn có 2.000 mấy thôi, 4.600. Ok nói chung là đây nè anh em, nó bắn ui cái này nó bắn kinh vậy, còn có 3.000 mấy nè anh em thấy không. Nói chung là phải xây mấy cái tường này lên thì mới chống đỡ nổi anh em. Rồi ổn, như vậy là ổn anh em. Bây giờ thì tôi sẽ lên và tôi xem cái đây mình trang trí ở cái phía trước này tí đi anh em, để coi như là phải có cây cối này nọ chứ, để nó thải nó bơm oxy với mình nha anh em. Đây planter tôi đang cũng có khá nhiều cho nên là tôi sẽ xây một vườn cây ở đây đi. Đấy ok, cái máy cưa này tôi tạm thời để đây đi anh em, sau này tôi sẽ chỉnh lại. Đây còn cái chỗ này tôi nghĩ là đây chắc tôi đem cái máy này đi luôn đi anh em. Thách quốc cái đã. Ok tôi sẽ lấy nó lại nè. Ok sure. Rồi cái đó để đâu thì để mình để sau. Bây giờ mình tiếp tục xây cái planter. Tại nhà tôi nghĩ là sẽ xây hết cái gì luôn. Đây. Đây. Ok nha anh em. Đây và hết gỗ luôn. Ok tạm thời vậy. Mình có thể ngồi đây để mà ngắm hoa anh em. Rồi và bây giờ mình có thể bỏ hoa gì đây. Có rất nhiều nha anh em. Có cây chanh nè. Cái cây cây berry nè. Tôi nghĩ là mình sẽ để mấy cái berry đi anh em, hoặc là cây gỗ cũng được. Cây gỗ thì có rất nhiều nha. Đây trái berry rất nhiều luôn anh em. Hạt cô tông nữa. Nói chung là nếu như có nguyên liệu thì xây cả một cái khu vườn vây kín luôn căn cứ cũng cũng được luôn á anh em. Plan 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 plan. Rồi. Ok. Đâu bây giờ thì cái máy gỗ để lại nha anh em. Đây cái máy gỗ tôi đem xuống đây đi anh em. Đây xuống đây cho nó chống bớt một tí đi chứ để trên kia nó chật chội quá. Và tới đây thì tôi đã hết tôi xài hết luôn cả cao su rubber rồi anh em, cho nên là không có kéo dây được nữa rồi. Nãy giờ tôi thử kéo dây cho nên là bị mất hết tùm lum hết rồi.
Để từ từ mình lấy lại mình làm tiếp nha. Rồi bây giờ xem mình còn có thể xây được gì nữa. Tôi có là nhớ là tôi còn à đây anh em tôi học được mấy cái mà gì mấy cái đèn chiếu ban đêm là anh em đèn phát hiện quân địch nè, xong rồi cả có mấy cái còi báo động này nọ nữa. Nhưng mà đâu tôi nhớ là còn một cái gì đó tôi chưa xây mà anh em, tôi quên mất rồi. À đây đúng rồi anh em, một cái biofuel lab. Coi là về lâu về dài mình xài điện rất nhiều, cần nhiên liệu cho nên là chắc cũng phải xây một cái máy làm nhiên liệu luôn. Nhưng mà nó lại chết mẹ lại thiếu rubber à. Chà xài hết rubber luôn rồi em ơi. Rồi nếu vậy thì thôi mình cứ để vậy đi. Đâu để tôi xem mình có thể trang trí hay là làm được thêm gì nữa không nha. Đây hay là mình làm một cái bàn đi anh em. Đây một cái bàn để mình đem mấy cái đồ trang trí mình để lên cho nó đẹp chứ. Tôi có đang có rất nhiều đồ trang trí. Ví dụ như là tôi nghĩ là mình làm cái bàn dởm thôi anh em, không cần phải bàn quá xịn đâu. Đây cái square table này đi. Ừ cũng được đấy. Đâu tôi sẽ đem ra tôi trang trí ở cái khúc dưới này đi anh em. Đấy cái chỗ này chắc sẽ là cái chỗ sau này để tụi nó sinh hoạt, hoặc là để ngay đây cũng được. Đây để ngay đây một cái. Xong rồi còn cái gì nữa đẹp đẹp hơn không? Bàn wood solid cabinet cũng được đấy. Xây cái này mình thêm một cái chỗ ô đồ nữa nè anh em. Nếu vậy thì để nó thẳng ở đây luôn. Ok anh em. Đấy xong rồi bây giờ thì có cái gì cái đồ gì mà trang trí thì mình đem lên hết. Đâu tôi xem có đồ trang trí không. Lượm được rất nhiều mà. Đây rồi. Lấy ra hết cho anh em. Kỳ này là trang trí hết để chống túi đồ coi. Ừ đây mấy cái bàn candlestick gì nè. À candlestick này thì phải có. Đây tôi để trên đây luôn đi anh em. Candlestick. Ok để đây thì đúng đẹp luôn rồi còn gì nữa. Ok và sao nó không sáng gì hết vậy anh em? Hay là buổi tối nó mới sáng? Đâu rồi à? Mấy cái này thì mình treo ngoài luôn em. Đúng rồi. Thấy cần gì treo trong nhà. Treo hẳn mẹ nó ngoài này luôn. Đây treo ngay bức tường này luôn này. Giống như áp phích quảng cáo tờ rơi gì ấy. Đây và cái chỗ này thì để cho nó sáng sáng lên anh em. Đấy để ngay đây luôn. Đấy nhìn từ xa là sẽ thấy được hotel number 2 anh em. Tuyệt vời. Trang trí thì để này luôn. Rồi còn cái gì để trang trí nữa không? Như cũng còn rất nhiều anh em. Để tôi mò mò xem tôi quăng tùm lum hết đây này. Một cái đèn. Ok. Cái đèn này tôi nghĩ là mình cái đèn này đẹp nè anh em. Tôi nghĩ là tôi sẽ đem lên để ở trên chỗ này đi. Đây nó sáng rồi luôn nè anh em. Đúng rồi. Để ngay đây đi. Đó, để tôi xem sao nó không cho tôi để trên này anh em. Hay là để ngay giữa này này. Ok la. Rồi fish status cái này thì tôi cũng đã có rồi sao ấy. À chưa có. Nếu vậy mình để trên này luôn em. Rồi đâu còn gì nữa không. Ôi trời ơi. Quá trời là anh em. Red Rook hay lắm. Ok mình đem xuống luôn. Oh candlestick. Rồi nghĩ là mình sẽ để cái đèn dưới này là anh em. Đấy okay, một cái red roof cái chỗ này cũng là một cái tấm thảm như vậy thì mình để ngay dưới này luôn. Đây trải thảm mời quân địch vô luôn. Xong rồi cái gì game console. Cái này một cái mấy game à. Mấy game thời cổ đại hay cái gì vậy ta. Nhìn lạ lắm anh em. Đây để ngay đây có gì tụi lính nó đứng đây nó chơi anh em. Xong rồi địch tới thì nó phòng thủ luôn. Red sofa chair. Đây thằng nào đứng gác thì sẽ được ngồi cái ghế này ngồi gác anh em. Bổ ha. Nói chung là chơi mấy con game xây nhà sinh tồn thì phải trang trí này nọ thì nó mới hay cho anh em. Đây cái máy chơi game thì chắc tôi để gần giường của tôi đi anh em. Rảnh rảnh vô ngồi chơi. Đây tôi sẽ để nó lên giường luôn. Đấy tuyệt ha. Cái và như là cũng đã hết mấy cái thứ đồ trang trí rồi sao ấy. Đây này một cái radio nữa này. Đây mấy cassette để ngay dưới này anh em. Đây có gì nghe nhạc xong đánh đàn. Không để đầu giường để ngay đây đi. Đó candlestick tôi cũng sẽ để lên cho nó đẹp luôn. Đây để ngay đây luôn đi. Rồi giống như không phải là cái này không phải nhà anh em mà giống như tôi là một nhà sưu tập đồ cổ vậy. Cái gì nó cũng có anh em mà quăng tùm lum hết. Và còn một vài thứ cũng khá hay ho anh em. Nó là mấy cái đèn mà mình lụm được nè. Nó cũng khá hay chứ không cái search light hả. Khoan đi tôi muốn xây mấy cái đồ đẹp đẹp này trước. Thí dụ như modern garden lamp. Cần phải có copper ingot. Ok để tôi xuống lấy luôn. Copper ingot đây. Đâu để xem.
Mô đình Ga Lam. Đây cái này với mấy cái đèn ở bên Nhật đó anh em, mấy cái đèn ở ngoài vườn ấy. Thế thì tôi để ngay ngay đây một cây. Ok, xong rồi có một cái đèn chùm nào khác không? Mô đình Lambot. À cái này là cái cây cũ mà nhìn cũng đẹp lắm nè anh em, rất là đáng để xây luôn. Nếu vậy tôi sẽ xây chắc xây dưới này quá. Tao nhảy xuống xem. Đây xây cái chỗ này tôi cũng có thể coi như là nhảy từ trên đó nhảy xuống tàu của tôi đi ngay tức khắc anh em. Đây mình để giống như là một cái chỗ ngoài vườn đi anh em, thôi để đây nó bắn thấy mẹ. Đây để ngay đây nè. Mày làm gì vậy? Mày nó nghiêng được nè anh em. Ôi lạ vậy. Ôi trời, hơi lạ nha. Rồi tôi thử, thử ngay đây nha anh em. Ok, và dĩ nhiên muốn lên đèn thì phải có rubber, thì để lát tôi đi đánh rồi tôi đi lấy luôn. Ok, những thứ có thể xây thì đã xây rồi đó anh em, chỉ còn lại đây những cái chiếc trực thăng này nọ thì cần phải có thêm steel ingot thì tôi cũng đang nấu, có lẽ phải kiếm thêm iron nữa mới đủ nha anh em. Ok, bây giờ thì như mọi khi cất bớt đồ xong rồi mình sẽ tiếp tục đánh chiếm những cái dấu hỏi này. Ok nha. Rồi đâu để xem đạn, quên bỏ tiền lại chứ. Đạn, súng lục nè, súng trường, súng cối, sọc gân đầy đủ hết, bông băng, thuốc đỏ, đồ ăn, thức uống. Ok, mình sẽ lên đường nha anh em. Quên, trong đây thì vẫn còn đồ này tôi quên mất, chưa lấy ra. À, ở đây có rubber mà tôi quên mất nè anh em. Á cha, ăn luôn con cua đi. Đây tôi còn rubber mà tôi quên anh em. Đây ở trên này hay lắm. Nếu vậy thì sẽ... Ủa mà không biết đủ chế không ta. Biofuel. Đây ba... Ồ, không, đủ thiếu anh em. Chỉ có 8 cái thôi, trong khi nó đòi 10 cái. Nếu vậy thì tôi sẽ... Đúng rồi, mình sẽ install wire. Tôi sẽ đi dây cái thằng này nha anh em. Nhưng mà đi dây như thế nào đây? Để tôi xem. Đi dây sao cho đẹp cái anh em. Tôi nghĩ là sẽ... Đây cũng khá gần anh em. Đặt lên cái máy này nếu không. Nếu vậy thì mình sẽ đi vô đây nè. Connect nè. Đúng không? Xong rồi bắn nó qua thôi. Ok, đã. Ok, đã dính rồi nè anh em. Hay lắm. Đâu nếu vậy thì bỏ gỗ vào xem. Ủa tại sao nó không làm việc? Là tôi chưa bật máy. Trên on đây rồi. Đã bật máy và đèn điện cũng sáng lên hết tất cả nha anh em. Nếu vậy tôi không biết là cái máy này nó đi được bao nhiêu đường dây ta. Nếu vậy tôi thử thôi nha anh em. Tôi sẽ cho nó vô cái đường dây của cái đèn dưới này thử xem. Đi như vậy thì hơi xấu đúng không? Thế thì chỉ có thể đi xuống dưới này, đi cũng theo dọc cái tường anh em. Đâu để xem nha. Sẽ đi nó như vậy nè. Ok, xong rồi nó sẽ đi xuống đây. Ok, và đi qua đây. Rồi. Ui chà, siêu sáng anh em, và có thể mình bật tắt tùy ý của mình nè anh em, hay lắm. Buổi sáng thì tắt đi chi cho tốn điện. À đang 4 giờ chiều rồi anh em. Ok, nếu đã 4 giờ chiều thì tôi sẽ ở lại thêm một ngày hôm nay đi anh em. Mình thử mấy cái đèn này xem sáng cỡ nào, xong rồi ngủ cái sáng mai mình đi luôn nha. Tôi cứ tưởng là hết rubber rồi chứ. Ok, đây còn rubber thì tôi sẽ đấu luôn mấy cái dây điện bên kia, cất cây súng này vô chứ. Đây nó có cái Light Garden Lam gì ngay đây nè. Đúng không? Đúng rồi. Đây để tôi thằng này là để coi 1 2 4 đường dây vậy đó anh em. Nói vậy thì đây là đường dây thứ 5 đúng không? Còn nói qua đây xem. Nói được nè anh em. Nói vậy thì tôi sẽ đường dây này đi hơi xấu nha. Nói vậy tôi cũng sẽ đi đây, đi bằng cái chỗ này luôn. Ok, lên đây. Đi theo cái cột này xong rồi mình sẽ leo qua đây. Được không? Ok, sáng lên luôn rồi nè anh em. Turn off. Tuyệt. Đây và cái đèn này nó sáng sẵn rồi anh em, đèn dầu. À, rồi mình chờ xem tới tối nó như thế nào nha anh em. Ai chà, tụi ơi tấn công anh em ơi, kỳ này cái bắn có vẻ kinh đây. Từ nha, cái đám này có vẻ mạnh đó anh em. Dạ, cái đám này mạnh nha anh em, cái đám này không giỡn được. Tôi phải đi xuống đây thôi chứ không thôi nó bắn mấy cái đồ trên kia mất. Ồ mày sao? Đúng rồi, nó bắn kinh quá em ơi. Đâu qua đây mẹ đồ tao mới xem, mày đừng có bắn hư đồ của tao chứ. Ui chà. Ôi không giỡn nha các bạn.
Má ơi, nó bắn căng căng thật. Máy này nó bắn tầm xa quá anh em. Chết ngắt luôn. Đâu thằng nào nữa? Ok là. Đâu mà đúng rồi, tối rồi nè anh em, bật đèn lên. Đấy, sáng hơn hẳn anh em ơi. Đây canh tranh thủ ơi, nó vô được rồi anh em. Sao mày vô đây được? Sao mày vô đây được? Rồi thôi xong. Chết mẹ nó đấm gãy cái bè của tôi rồi anh em. Con chó này. Cái bè. Mày phải trả giá. Ui cha, nó bắn kinh quá. Thôi thôi thôi, chạy vô đi anh em, té vô đi anh em ơi. Mẹ. À, và trời cũng đã sáng rồi anh em, cho nên là tôi cũng sẽ lên đường đi luôn nha. Mình sẽ đi lên phía bắc, và đã đi rồi thì cũng phải tắt điện lại chứ, để tốn điện anh em. Ok, tắt đi. Rồi, và đây anh em, cái chỗ này là tôi đã xây luôn một cái cổng. Bây giờ tôi mới biết mình có thể xây luôn cái cổng bự ở dưới nước này anh em. Đây, coi như mở ra mở vô để đậu con bè vô luôn. Bởi vì cái con bè của tôi nó bị tụi nó đấm anh em, bị bể luôn. Bây giờ là tôi phải xây lại đây. Má khổ. Đâu, bây giờ thì đã đầy đủ hết tất cả rồi. Rồi, mình lên đường luôn anh em. Ok, và mục tiêu của tôi sẽ là mình đi đây bốn cái chỗ này trước đi anh em, xong rồi đi từ từ lên trên mấy cái chỗ kia luôn. Chà, chỗ này nhiều chỗ hấp dẫn quá anh em. Đằng kia 1, 2, 3, 4. Úi da, nhiều chỗ thế. Má ơi, cái chỗ đó sao bự dữ vậy anh em. Wow, cái chỗ đó hình như là phải tuốt qua đằng đây nè anh em. Đây, mình đi những cái đảo gần nhất đi. Xong rồi tôi nghĩ là những cái đảo mà ở xa kia tôi để tập cuối anh em. Tôi sẽ chơi Kill Bo với mấy anh em vô, để mà mình live luôn, nó sẽ hay hơn nha. Rồi, nói vậy mình sẽ vô chỗ này trước nha anh em. Ủa, cái chỗ này tôi đã vô rồi mà. Iron School Bay. À, chỗ này tôi đã đấm xong rồi. Đúng ta? Tôi cũng không nhớ lắm anh em, đấm nhiều má, đi giết người, đi giết tùm lum hết. Đánh đông dẹp tây giờ chả nhớ chỗ này. À, chỗ này đánh rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, tại sao có những cái chỗ mà nó lại có dấu hỏi mà tôi không, nó không hiện lên ta? À, chắc là mấy khu vực chìm dưới nước. School, đây là trường học nè anh em. À chà, cái này thì mình xuống để lấy nguyên liệu thôi. Tôi đang không muốn làm biến rồi anh em ơi. Đâu, nếu vậy mình sẽ đi ngược lại chứ sao, tại sao có chỗ này tôi chưa đi. À, đây cũng là một cái chỗ nó chìm dưới mặt nước anh em, chứ không phải là đảo. Apartment ở chà, đồ loot quá trời. Anh em nhớ lúc đầu tôi chơi, tôi nghe nói là mấy ông làm game nói là nó không có spawn đồ lại. Anh em tôi cứ nghĩ là mình sẽ thiếu đồ để xây lắm chứ. Ai về giờ lay game mẹ có mà dư. Tôi không cần đi lặn luôn, vẫn đầy đủ đồ anh em, đúng không? Full đồ luôn. Đâu, nói vậy thì mình sẽ drown downtown. Đây, và đằng kia là gì kia? Sao nhìn giống như giống như hai trái đầu tiên của vậy anh em? Hai trái đầu tiên mọc lên giữa biển à? Lại xem hình như là một cái nhà máy hay cái gì nó chìm dưới mặt biển hay sao á anh em ơi. Đúng rồi, nhà máy gì ấy, nhà máy dầu hay gì anh em ơi. Refinery. À, đây là một lò nung hả? Ui chà, đâu, để tôi lặn xuống xem. Wow, cái này nung thì chắc sẽ có rất là nhiều sắt thép này nọ nha anh em. Má, mày làm tao hết hồn. Ok, để hóa ra vẫn còn nhiều chỗ lặn tôi chưa có khám phá. Đây rồi, đây là chỗ nào vậy? Đây là chắc là cái chỗ này nè, đúng không anh em? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, xem cái đảo này của đứa nào nha. Ok, mình sẽ chỗ nào ta? Đây, cái chỗ này núp sau đá được nè anh em. Ok, tôi lên cái đảo này xem. Wow, thằng kia, mẹ kiến trúc gì mà nó lơ lửng trên ngọn đá đấy kia. The Rune Island, đây là một hòn đảo bị bỏ hoang anh em. Rồi, mình cứ từ từ tiến tới nha. Ôi chà, tôi quên mất
không đem theo cái cây súng kia để nhắm cho nó chính xác chứ. Đâu, quan sát tình hình tử xem. Tụi nó đứng ở trên kia. Nếu đi hướng này thì tôi bất lợi lắm. Tôi sẽ đi núp sau bờ tường này anh em. Hình như có thằng trong đó. Mày ok. Mày chạy ra. Ôi nó biết chạy kìa anh em. Má ơi, mày sao nó đâu rồi? Mày bắn hụt anh rồi. Hay lắm. Một thằng lên dĩa. Wow. Cứ bình tĩnh từ từ, không có gì phải vội. Chà, trong đây có đồ nè anh em. À, thằng này có gì. Ê. Thằng nào. Ui chà, từ từ đấy. Anh mày lút đồ cái. À, lại có thêm mấy cái đồ trang trí nè anh em. Hay lắm. À, xem. Hình như trên đây không có ai mà nó núp trong nhà hay sao á anh em. Kì rồi, có một thằng. Cái xả thôi, ủa rồi. Nhưng mà nó đứng xa lắm anh em. Tôi sẽ đi qua đây đi. Chà hết. Miếng nước cái, khát nước quá. Ở cái chỗ này nó khá rộng nha anh em. Nhưng mà đi mà không để ý là có khi mình đứng kế bên mà còn không biết nữa đây. Đây này tới chưa? Tôi nói mà. Nhưng mà là nó không thấy tôi anh em. Mày sao? Ý. Đằng kia anh em à. Mày nè. Mày. Ui. Cái cây này là phải lia từ. Muốn headshot là phải lia từ cái thân lên anh em. Mày sao? Chết ngắt. Ui đằng kia đó kìa. Ui trời. Từ có khi nào tôi đi lên trên này không anh em? Chiếm lợi thế cái coi. Mà có nào trong đây không? Ừ cái này đâu đi lên được. Hay lắm, có thùng. Ba cái này cả cứ đem về đi anh em. Nào mà dư cái gì thì mình bỏ lại. Rồi tiếp tục xem. Thằng nãy như tôi bắn nó chết ngay đây nè. Thấy nó rồi. Nó không thấy tụi này mời. AK-47. À vậy mà chưa chết kìa anh em, thấy ghê kìa. Chưa chịu chết nè. Ngon. Ôi chết. Ôi. Tôi sẽ đi qua. Đây mình rút ngắn khoảng cách tại với nó đi nè. Đi qua bên này. Ôi. Và cái đảo này là của đám The Slaver hả anh em? Nếu như The Slaver thì nó còn mỗi một cái đảo này thôi và còn 11 thằng anh em. À quên cái đảo mà cái đám mà này nè anh em, qua trip hit này nè anh em là tôi đã tiêu diệt nguyên cái faction của nó luôn rồi nha anh em. Dữ dội chưa? Nó đâu ta? Thấy nó rồi nhưng mà shotgun bắn thì hướng xa bắn thì chuối lắm. Tôi phải tiếp cận nó là ui chết mẹ. Chết ngắt. À nó. Chết ngắt nè. Ui mẹ. Đi qua đây bắn nó. Mày nè. Chết luôn. Má ơi đông vậy. Nó đã bắn nữa vậy anh em. Thằng này có gì không? Có đạn. Thằng này có gì mẹ đưa ra đây hết cho tao. Ủa cái gì anh em? À có một cái thùng phi nó nằm dưới đây. Mẹ bất địa hình vãi cái nồi. Rồi có nước nè. Lấy luôn. Tao còn thằng nằm chết đây mà đúng không? Đây. Wow. Ok má mày này xài đạn gì đâu mà. Này mới đúng dân nghèo của anh em. Faction này The Slaver mà nô lệ với nó nghèo vãi cái đấy. Chẳng có gì ngon để lút hết. Đâu vào để tôi xem nó còn bao nhiêu thằng. Nó còn 8 thằng nha anh em. Á chà. Mỗi một cái đảo này và còn 8 thằng. Trời ơi mà trốn đâu kỳ vậy. Thằng này mày cam. Thằng này mẹ nó cam rồi anh em. Quỳ lại tôi luôn. Rồi sao. Để tôi lấy mẹ phút bữa nó cái này. Mày nè. Mày sao. Chơi mày chơi núp. Lè, ok lấy hết. Đây có iron kìa. Tôi đang thiếu iron lắm nè. Để tranh thủ tôi qua tôi đào iron luôn. Ê khoan nha, có nào đây không? À có rubber nữa nè, đúng rồi, đang thiếu rubber. Về kéo dây điện chứ. Cẩn thận nha. Phải chắc chắn không có thế nào chứ mẹ đang. Mẹ đang.
đang lút lút cao su mẹ nó lại bắn cho bể bì à, bên đây còn có nên anh em hay lắm. Ủa thằng kia còn có iron nữa kìa, tôi đi tiêu diệt hết tụi nó đi anh em, lát nữa mình đi mình cuốc sao. Thì này thì tôi đem theo ít đạn lắm anh em, để chừa chỗ mà lút đồ. Chị rồi thấy một thằng gần em, hay lắm, để tôi lút cái này, lút bản mạch cái đã. Đây để tôi lấy cây này càng nó luôn anh em. Mình sẽ đi lén lút sau lưng nó. Ai chà, núp qua đây đi. Đây tôi sẽ coi như là xả nguyên băng anh em. 1, 2, 3, mẹ nói là làm nha. Ui trời, mấy thằng này bắn tao. Tôi nghĩ là để tôi cuốc luôn cái này đi anh em, để lát nữa mình quên vị trí nữa. Đang ngồi xuống đi anh em, mà nó bắn headshot một cái nữa mệt. Thấy chưa. Ủa ma bắn xa vậy, bắn xa vậy anh bạn. Từ từ cái nào rubber luôn này. Ok thằng đó nó đâu. Ý ô chết bà rồi. Rồi để tôi cuốc xong này tôi qua tôi cuốc nó luôn em. Tôi nghĩ là chơi sọc lên luôn đi. À không, AK47 nguyên băng nè. Má nó chạy đâu ta? Nó lại núp đâu rồi? Mẹ. Tôi nghĩ là trong cái tòa nhà này vẫn còn anh em, hoặc là đâu đó phía dưới này vẫn còn ấy. Cứ từ từ thôi. Ủa mới đây mà cũng đến 5 giờ anh em thấy không? Ui, đâu 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 đâu, nhìn là phía đó anh em. Đúng rồi, ơi rồi rồi, nó kìa. Mày đây anh em, tôi móc lớp thế này cho anh em xem này. Mày sao Yuhu. À thấy mày rồi. Ê, ăn một miếng cái đã, anh em đang đói đang khát rồi. Ok nó ở trên đó. À, đi bên này là ngay tầm bắn của nó rồi, né qua bên đây tí đi. Ok là tôi sẽ đi móc lốp nó. À, quên thằng này có gì đây? Đạn. Để xem còn lại 4 thằng nha anh em. Ơi ơi ơi, đâu vậy? Đâu vậy? Đâu vậy? À, thấy nó rồi, hay lắm anh em, tại sao tôi không cho nó ăn lựu đạn. Ui 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 ui. Đây nó trong này nè anh em. Mày hả mày? À, không biết có chết được nó không hả? Hình như chết tại sao á anh em? Well, bắt đầu tối rồi nha. Tới vậy thì có flare nè. Tôi sẽ quăng cái flare liền đi anh em. Ok là. Đây mình đi qua phía này đi. Thằng đó nó ngay trên đây nè anh em. Nó ngay trên tầng 2. Ủa, nhưng mà làm sao lên? À, nó có lối lên. Đúng rồi, quăng lên anh em. Fire in the hole. Trên kia đó kìa. Hình như ở trên mấy cái này sẽ nhảy lên ta. Như trên nóc nhà vẫn còn á anh em. Thằng mày thì á, tôi quăng lựu đạn chết này rồi. Lựu đạn trong đây đúng là về bá đạo anh em ơi. À, mình sẽ nhảy lên đây nè đúng không? Thằng đó cũng chết luôn rồi sao ấy. Hình như là chỉ còn mỗi thằng cái này tôi quăng lên luôn. Mày sao? Ok. Rồi tôi nghĩ là vô được rồi đó anh em. Bà cha nó. Nhảy vô đúng rồi. Mà sao cái quăng cái flare này vô nó cứ kiểu nó làm cháu cháu như nào anh em ạ? Cha. Có đủ anh em à. Rubber.
Ồ, được hai cái Advanced Pack luôn. Tôi sẽ bỏ lại một cái đồ gì đó đi anh em. À đây, đủ luôn. Hay lắm. Đây và còn phía trên nữa. À thằng này nổi chết rồi này. Ủa nhưng mà nếu vậy còn còn hai thằng nữa anh em. Nó đâu ta? À thấy rồi anh em, kìa thằng kia kìa. Dạ bên đó có hai thằng nhưng mà bên đây có một cái hộp này, để qua lấy luôn. Mẹ ginh bát giờ này cần gì ginh bát nữa. Đây để qua luôn mẹ. Tại sao hồi nãy tôi đi tôi đau lưng vô đây luôn mà tại sao không thấy tụi nó anh em? Là tại sao? Kìa mày phải chết vì cái tội bỏ bạn bỏ bè bỏ búp bê mày á. Bị mày nè, mày nè. Ok la, rồi còn một thằng nữa thôi, một thằng nữa anh em. Má mà nó bị cái gì ấy không biết, nó đâu luôn. Má mình lại quên đem cái đèn nữa. Đâu nữa, tôi nghĩ nó chỉ nằm bên đâu đâu đây à, anh em ơi. Tôi sẽ chạy vòng vòng như chạy marathon anh em, chạy cà thủi luôn cho nó nghe tiếng. Bơ làng đứa ơi, nó đâu mất tiêu rồi. Hay là bên đây anh em, hồi nãy bên đây tôi chưa có qua nè. Rồi, đây là dấu chấm hết cho những đứa nô lệ. Cuộc đời nô lệ thật là sang. Xong, chính thức lên dĩa hết. Ok, đã clear hết cái chỗ này anh em. Má mà tối quá, tôi sẽ cho thêm miếng nữa. Đúng rồi, chính thức coi như clear cái đảo này xong anh em. Nhưng mà cái đảo này tính ra nó cũng coi như là tài nguyên cũng bị nhiều lắm nha anh em. Thấy sắt cũng quá trời. Rồi iron này nọ anh em cũng rất nhiều luôn nha. Đây này, còn nhiều thứ tôi chưa loot lắm luôn ấy. Để loot luôn cái bản mạch này cái mình đi về. Ok, và để xem để tôi xem còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nếu được thì tôi sẽ dừng tập này ở đây anh em. Và như tôi nói hồi nãy thì tập cuối cùng tôi sẽ livestream và đi hết tất cả những cái điểm này đi anh em. Đâu và để tôi xem thử xem anh em. Faction thì tôi đã tiêu diệt có tất cả 6 faction. Thì tôi 1, 2, 3, 4, 5, đúng rồi 6 anh em. Thì tôi đã tiêu diệt được 3 faction, còn lại 3 faction nữa. Thì island là tụi nó mỗi nơi nó còn một đảo nữa. Mà trên đây trên bản đồ thì nó còn 6 cái dấu hỏi, tức là ba cái dấu hỏi kia là sẽ là cái chỗ lặn đúng không? Ok, nếu vậy thì tôi sẽ về tập nãy đây ha anh em à. Rồi còn tập cuối tôi sẽ livestream đi luôn ba cái đảo kia. Coi như là quét sạch hết tất cả các faction và làm bang, cái bang của tôi sẽ làm bá chủ đại dương này nha anh em. Rồi, hẹn gặp anh em ở những tập sau nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại.